Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Sau sự kiện lùm xùm giữa Manukasen và Hanneman vẫn chưa có hồi kết, thì một giải đấu lớn Amchess Rapid 2022 đã diễn ra. Đây là siêu giải quy tụ 16 kỳ thủ hàng đầu thế giới như vua cờ Manukasen, đương kim vô địch World Cup Gen Duda, cá mập Sarian Mamey Diarov, đương kim vô địch cờ chớp thế giới Abu Satorov, cao thủ số 1 Hà Lan Anit Giri, hai ngôi sao trẻ đang lên là Arigasi Arjun và Gusket của Ấn Độ. Ở giải này thì kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm cũng được mời tham dự. Tuy nhiên thì anh đã từ chối vì đang bận thu xếp công việc riêng. Thật là đáng tiếc vì Quang Liêm đang đạt phong độ rất là cao. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với ván 3 ở vòng bán kết giữa vua cờ Manukasen và đương kim vô địch World Cup Gen Duda nhé. Sau hai trận bán kết đầu tiên, Duda đang dẫn trước vua cờ với tỷ số 1.5-0.5, đẩy Kasen vào tình thế nguy hiểm. Kasen cần phải có chiến thắng để cân bằng tỷ số hòng đưa trận đấu vào loạt tie break. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp hình cái chuông để nhận thông báo xem những bán cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để ủng hộ và động viên admin nhé. Trong trận đấu này thì Duda là người chơi quân trắng và Manukasen là người cầm quân đen. Dẫn trước vua cờ 1.5-0.5, Duda không sử dụng khai cuộc thoáng như thường lệ mà đổi bài khởi đầu ván cờ bằng nước tốt D4. Kasen nhanh chóng đáp trả bằng nước mã F6. Trắng tiếp tục dâng tốt C4, chiếm lĩnh trung tâm. Đen đẩy tốt G6. Với nước đi này thì Kasen đã để ngỏ khả năng sẽ sử dụng phòng thủ Runfen hoặc là Ấn Độ cổ. Trắng triển khai mã lên C3, đưa quân ra kiểm soát trung tâm. Quả nhiên là đen đã lên tượng G7, sử dụng phòng thủ Ấn Độ cổ để đối phó với nhà đương kim vô địch World Cup. Đã lâu lắm rồi thì chúng ta mới lại thấy Manukasen sử dụng phòng thủ Ấn Độ cổ. Anh thường xuyên chơi gambit hậu, slaver khi cầm quân đen. Có lẽ là đang bị dẫn trước nên vua cờ cảm thấy cần phải mạo hiểm chơi đôi công. Thế nhưng nên nhớ Duda là đương kim vô địch World Cup hiện nay. Anh rất giỏi trong những trận đấu solo loại trực tiếp như thế này. Không chậm trễ, trắng dâng tốt E4, tạo thành bộ ba tốt E4, D4, C4, khống chế toàn bộ trung tâm. Đen theo lý thuyết khai cuộc đẩy tốt D6 thủ thế. Ở Việt Nam, khi đối phó với phòng thủ Ấn Độ cổ, chúng ta hay bắt gặp các cao thủ sử dụng hệ thống J-mid với nước cờ F3, nhập thành trái chiều, đuôi công rất là quyết liệt. Thế nhưng đang dẫn trước vua cờ, Duda không cần phải mạo hiểm. Anh chọn phương án an toàn hơn là nhảy mã F3, tiếp tục đưa quân ra kiểm soát trung tâm. Nên nhanh chóng nhập thành, di chuyển vua vào khu vực an toàn, chuẩn bị quyết chiến. Trắng lên tượng E2, mở đường cho vua nhập thành. Đen phát triển mã cánh hậu lên D7, chuẩn bị phản kích vào trung tâm. Thấy vậy, trắng lập tức nhập thành, sẵn sàng tiếp chiến. Với quyết tâm giành thế chủ động trên chiến trường, đen dâng tốt E5, phản công giành lại trung tâm. Trắng triển khai tượng lên E3, giữ vững thế trận. Đen qua xe E8, chuẩn bị mở trung tâm. Trắng lên hậu C2, bảo vệ tốt E4, đề phòng đen ăn tốt sang D4, mở đường cho xe bắt tốt. Đen đẩy tốt H6, trắng qua xe D1, tập trung quân nặng trên các cột ở trung tâm. Đen nhảy mã lên G4 tấn công tượng. Trong trận Ấn Độ cổ này, nếu để mất quân tượng ô đen thì thế trận của trắng sẽ suy yếu khi mà không có đối trọng với tượng đen ở G7. Do đó thì trắng đã chạy tượng về C1 để tránh đòn. Đen đẩy tốt C6. Sau khi đã tập trung đủ lực lượng, trắng bắt đầu tăng tốc, tràn tốt sang D5, đột phá. Trước dàn hỏa lực mạnh của trắng ở trung tâm, đen không dám mở trung tâm, liền đẩy tốt C5 khóa lại. Lúc này thì sau khi trung tâm đã đóng kín, mặt trận tấn công của cả hai bên sẽ là tấn công cánh. Trắng với ưu thế không gian ở bên cánh hậu sẽ dễ dàng mở cuộc tấn công cánh hậu với các điểm đột phá B4, C5. Trong khi quân đen lại tập trung nhiều bên cánh vua,
nên đen sẽ có xu hướng phản công cánh vua. Và ai tấn công nhanh hơn, phòng thủ dẻo hơn sẽ chiếm ưu thế. Trở lại ván cờ, trắng để tốt G3, đen lùi mã về F8, chuẩn bị dâng tốt F5 phản công cánh vua. Thấy vậy, trắng nhảy mã lên H4, ngăn chặn đen phản công. Đen để tốt H5, đứng tấn mã ở G4. Ngứa mắt với quân mã này, trắng đã đẩy tốt F3, quyết tâm đuổi cổ quân mã này về. Đến nước này thì đen cũng không còn lì được nữa, đành phải chạy mã về H6. Trắng đưa tượng lên E3, chĩa sang cánh hậu. Lúc này thì đen vẫn chưa đủ lực lượng để đột phá ở F5. Mí nước, đen liền nhảy mã lên H7, tính kế khác. Trắng lên tượng D3, chĩa hai tượng sang cánh vua. Đen nhảy mã lên G5 rình rập. Trắng vào vua H1 để phòng đen chiếu trác lăng nhăng. Tuy nhiên thì đen vẫn nhảy mã vào H3 nằm vùng ở đây. Trắng để tốt A3, chuẩn bị đột kích cánh hậu. Đen lên vua H7. Trong khi đen đang loay hoay tìm cách tấn công vua mãi mà chưa được, trắng mạnh mẽ dâng tốt B4, phát động chiến dịch phản công cánh hậu. Đen để tốt B6, giữ vững trận địa. Trắng qua hậu D2 rình rập. Thấy vậy, đen chạy mã về G8 để phòng có biến. Trắng di chuyển xe qua B1, chuẩn bị mở cột B để đột kích cánh hậu. Đen phi tượng lên H6, tìm cách đổi bớt quân tượng xịn sò của trắng đang án ngữ ở E3. Không thể tránh giao chiến, trắng lùi mã về E2, chuẩn bị sẽ dâng tốt F4, mở mũi tấn công thứ hai ở bên cánh vua. Đen đổi tượng về E3, trắng ngăn hậu lên E3. Đen nhảy mã lên F6, sẵn sàng nhảy vào G4 nếu trắng dám cả gan đẩy tốt F4. Thế nhưng Nuda tỏ ra rất là cáo già. Khi anh tấn công cánh hậu, lúc thì lại dọa đánh cánh vua khiến cho đen hoa cả mắt. Trắng lên xe B2, nước cờ vừa công vừa thủ khá hay của nhà vô địch World Cup. Với nước đi này thì trắng đe dọa sẽ đổi tốt, sau đó trồng xe chiếm lĩnh cột B. Khi cần cũng có thể sử dụng hàng 2 để tham gia phòng thủ và tấn công bên cánh vua. Với quyết tâm giành thế chủ động trên chiến trường, đen mạnh mẽ dâng tốt G5 tấn công mã. Nếu mà trắng nhảy mã với F5 thì đen sẽ tiêu diệt ngay quân mã này. Do đó thì trắng đã chạy mã về G2, chuẩn bị tung đòn đột phá quyết định F4. Đen qua vua G7, tránh đứng cùng đường chéo với tượng D3. Trắng lùi mã về G1, tìm cách đổi mã để bắt tốt G5. Đen lùi mã về H7, bảo vệ tốt. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, trắng bất ngờ dâng tốt F4, mở mặt trận tấn công cánh vua. Bị trắng tấn công cả hai cánh, đen đúng cuống phi tượng lên G4, nỗ lực mở thông hàng ngang số 8, cho xe trong góc ra tham chiến ở các điểm nóng. Trắng nhảy mã vào H3, đen ăn tượng lên H3, trắng ăn tốt vào B4, mở cột B cho xe tham chiến. Đen ăn tốt lên B4, trắng ăn tốt lên G5. Những tưởng là đen sẽ ăn lại con tốt ở G5, khi đó thì trắng sẽ ăn hậu lên G5, đen ăn mã vào G5 và thế cờ sẽ cân bằng. Song có lẽ phải ứng phó với cuộc tấn công ở cả hai cánh. Đen lo ngại trắng sẽ nhân cơ hội trồng xe rồi đưa xe xâm nhập hàng ngang số 7, nên đã qua xe B8, trung hòa cột mở B. Thế nhưng đen có lẽ chưa đánh giá được hết tình hình nguy hiểm ở bên cánh vua vì phản ứng chậm chạp của mình. Và không để đối thủ kịp thời sốc lại hàng phòng thủ, Duda nhanh chóng đuổi xe vào B8, tung đòn đánh lạc hướng hậu đen sang cánh hậu. Đen ăn hậu sang B8. Chỉ chờ có thế, trắng qua hậu F3, tấn công tốt H5 và đe dọa sẽ ăn hậu và F7 chiếu. Trước áp lực tấn công liên tục của đối thủ, vua cờ tỏ vẻ chán nản, biết không còn khả năng chống đỡ. Manukasen đã lịch sự dừng đồng hồ chịu thua để tránh khỏi bị ăn hành ngập mồm. Trường hợp mà đen cố gắng chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.